đã ở trong chuồng. Sau đây sẽ là phần thi bắt vịt, bịt mắt vịt nữ dành cho các vận động viên nữ. Sẽ bắt đầu rồi các bạn. Yeah.
trong đây chứ. Quý nó cái thằng quý này cứ chậm chậm nó nhào vô nó chậm nhào vô nó chậm chết. Do hai bọn luyện nữ này bắt không được gì nữa nhưng mà phải tùy rất là cố gắng nhưng mà vẫn không được gì. Rồi em anh gửi cho thứ khác đi. Cô khác. Wow,
Quá chuyên nghiệp.